bên cạnh đó là cầu thủ số 10 Sinikov, số 17 Nandamov và số 20 Kusunov. Một trận đấu rất đặc biệt của huấn luyện viên Park Hang-seo. Tình huống đã đưa ra thêm một cuộc đấu trí nữa của huấn luyện viên Park Hang-seo với những huấn luyện viên hàng đầu đang huấn luyện ở khu vực châu Á. Trong trận đấu đầu tiên, tên được bật sân có lẽ giống người hơn với sân của đội Quốc Công Cầu. Đây là Việt Nam bảo vệ cầu môn ở bên phía tay trái màn ảnh của chúng ta. Bật sân đúng là rất giống với môn Quốc Công Cầu trên băng. Tôi không hiểu là trong đội hình của U23 Việt Nam đã có cầu thủ nào trải qua cảm giác thi đấu với điều kiện thời tiết như thế này chưa? Có lẽ là chưa. Còn đây là một điều kiện thời tiết quen thuộc với các cầu thủ như Uzbekistan. Thì họ vượt qua cả
Let's go.